Câu chuyện ở phần 2 lấy mốc thời gian 6 ngày sau sự kiện ở phần 1. Ông cảnh sát Dâu ở lúc này cũng đã dính phải lời nguyền, sau khi chứng kiến cảnh nữ chính ở phần 1 bị con quái vật thiêu sống ngay trước mắt. Dâu ơ vì thế phải cố gắng tìm cách chuyển lời nguyền của bản thân sang một người khác. Ông ta điều tra, tìm được thông tin của hai kẻ chuyên buôn thuốc phiện, từng ra tay sát hại người vô tội và đang bị cảnh sát truy nã. Dâu ở xông vào bắt giữ một tên và khống chế tên còn lại. Bọn chúng hoảng hốt liền cầm súng chống trả. Ban đầu chỉ định làm đám này bị thương, tuy nhiên không may dâu ở đã giết luôn bọn chúng. Trong lúc không biết phải chuyển lời nguyền cho ai, bất ngờ có một thanh niên trẻ tuổi bước vào, nhìn thấy cảnh tượng thì vô cùng sợ hãi. Cậu ta tự xưng là Lewis, đến đây để mua thuốc phiện. Dâu ở cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng đã có một người đứng ra nhận thay lời nguyền. Tuy nhiên ông ta chưa kịp rời đi, thì đồng bọn của đám buôn thuốc bỗng ghé ngang qua. Chúng nhìn thấy dâu ở liền vội chạy đến truy đuổi. Ông ta bèn tìm cách trốn thoát, chạy ra được cửa sổ bên hông ngôi nhà. Nhưng khi vừa lao ra đường, bất ngờ một chiếc xe từ đâu xông đến, tông thẳng khiến ông ấy chết ngay lập tức. Trên đường còn vương vãi một vệt máu dài, vô tình lại giống như một nụ cười quái dị. Chuyển cảnh vài ngày sau đó, nhân vật chính là một nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng tên Sky. Cô là một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood, từng nhận được cúp vàng Grammy danh giá. Tuy nhiên sau một vụ tai nạn nghiêm trọng cướp đi người bạn trai, Sky đã quay về ở ẩn một thời gian. Hôm đó là ngày đầu tiên cô quay trở lại, trước sự đón nhận nồng nhiệt của truyền thông và người hâm mộ. Ai nấy đều vô cùng háo hức muốn chụp ảnh cùng với cô gái. Sky hiện đang giáo diết tập luyện, cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới sắp sửa diễn ra. Tuy nhiên trong lúc đang tập vũ đạo, không may vết thương ở phần hông lại tái phát. Đây là biến chứng sau vụ tai nạn năm xưa, khiến cô gái mỗi ngày đều bị cơn đau nhức hành hạ. Sky phải sử dụng một loại thuốc giảm đau đặc biệt, bị cấm bán trên thị trường để xoa dịu vết thương. Tuy nhiên vì là người nổi tiếng, lại từng có quá khứ nghiện thuốc, nên cô không dám nói chuyện này cho quản lý, cũng là mẹ của mình biết, mà chỉ dám âm thầm đặt mua từ người quen trên mạng. Hôm đó, Sky ăn mặc kín đáo, đón taxi đến nhà của người bán thuốc, cũng chính là cậu thanh niên tên Lewis ở đầu phim. Tuy nhiên khi vừa bước vào, bất ngờ cậu ta liền xông đến tấn công, gương mặt tỏ ra vô cùng hoảng loạn, hỏi rằng vì sao cô lại xuất hiện đây. Sky nhắc về đoạn tin nhắn cô đã nhắn cùng cậu ta lúc nãy. Lewis sau khi kiểm tra, nhìn thấy đoạn tin nhắn thì mới bình tâm trở lại, bảo rằng một tuần nay liên tục nhìn thấy những ảo giác kỳ lạ. Sky cho rằng do cậu ta sử dụng thuốc quá liều mà thôi. Lewis sau đó đi vào phòng để lấy thuốc cho cô gái. Sky ngồi xem TV, trên màn hình đang phát tin tức về cuộc sống trước đây của cô. Sau khi bạn trai qua đời, cuộc sống của cô gái cũng trở nên tồi tệ, khiến nhiều fan hâm mộ thất vọng. Sky chán nản liền tắt TV. Bất ngờ ảnh phản chiếu đằng sau xuất hiện một bóng đen đáng sợ. Tuy nhiên cô gái lại không nhìn thấy nó. Chờ một lúc lâu không thấy cậu thanh niên quay lại, Sky bèn đến phòng cậu ta kiểm tra. Bất ngờ cậu thanh niên từ trong chạy ra, gương mặt hoảng hốt tột độ, dường như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Cậu ta sau đó từ từ há miệng, như thể đang bị ai đó bóp cổ. Sky vô cùng hoang mang chưa hiểu chuyện gì, bất ngờ Lewis nhìn cô gái và nở một nụ cười quái dị. Cậu ta sau đó đứng lên, cầm một tấm bảng bằng sắt, đập vào đầu đến khi cơ thể không còn cử động. Sky nhìn cảnh tượng trên vô cùng sợ hãi, tay chân run rẩy định gọi cảnh sát. Thế nhưng chợt nhớ ra việc mình lén lút đến đây, cô gái đành giữ nguyên hiện trường và quay trở về nhà. Sky không biết rằng kể từ giây phút đó, lời nguyền đáng sợ đã chuyển sang cho cô. Tối hôm đó, Sky cố gắng ngủ nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Hình ảnh của cậu thanh niên vẫn ám ảnh tâm trí cô gái. Ngày hôm sau, Sky có hẹn đến một buổi chụp hình cho chuyến lưu diễn sắp tới. Cô ngồi trang điểm nhưng ánh mắt vô cùng thất thần, ai hỏi cũng đều không nghe thấy gì. Nhìn thấy thái độ kỳ lạ của con gái, bà mẹ khuyên nên tìm vài người bạn thân tâm sự, có thể sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn. Lúc này ông giám đốc công ty bước vào, thông báo rằng ngày mai sẽ có một buổi giao lưu ăn tối, cùng với các đối tác tài trợ trong chuyến lưu diễn, muốn Sky đến để giao lưu phát biểu với bọn họ. Cô gái nghe xong cũng vui vẻ nhận lời. Sau buổi chụp hình, vừa về đến khách sạn, Sky vô cùng lo lắng về chuyện tối qua, sợ rằng sẽ bị cảnh sát phát hiện. Cô định nhắn tin tâm sự với cô bạn thân Gemma, nhưng cả hai trước đây đã từng cạch mặt nhau. Trong lúc đang suy nghĩ có nên chủ động làm hòa, bất ngờ có một tin nhắn từ người lạ gửi đến. Người đó hỏi rằng, có phải cô đã ở nhà của cậu thanh niên Lewis tối qua hay không? Sky đọc xong thì vô cùng hốt hoảng, không biết người này là ai. Cô vừa ngước nhìn lên tấm gương thì kinh hãi, phát hiện xác cậu thanh niên Lewis đang đứng ngay sau lưng. Tuy nhiên khi quay đầu lại kiểm tra thì không thấy đâu. Vừa quay mặt qua. Mặc dù tâm trạng vô cùng bất an, thế nhưng Sky vẫn phải tham gia buổi ký tặng fan hâm mộ theo lịch trình. Trong lúc mọi thứ đang diễn ra bình thường, bỗng có một gã đàn ông gương mặt nổi đầy mụn đến xin chữ ký, còn ôm chầm lấy Sky và muốn chụp hình với cô. Nhìn thấy gã đàn ông này muốn làm trò đổi bại với mình, Sky bèn hét lớn gọi bảo vệ đến đưa hắn đi. Cô gái vô cùng sợ hãi, tuy nhiên mẹ của cô dường như không hề tỏ ra quan tâm, còn bảo hãy mau tiếp tục cho xong chương trình. Trong buổi ký tặng, có một cô bé với gương mặt kỳ lạ,
trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười đầy quái dị, nhìn chằm chằm về phía Sky. Cô gái cảm thấy vô cùng bất an. Tối hôm đó liền gọi cho cô bạn thân Gemma, muốn ngỏ lời xin lỗi và nói chuyện lại với nhau. May mắn cô bạn thân đã đồng ý, và hẹn Sky một tiếng nữa sẽ đến nhà cô. Trong lúc chờ đợi, Sky lấy đàn piano ra ngồi tập hát. Bỗng dưng nghe thấy một tiếng động lớn, nhìn lại thì phát hiện chai nước để trên bàn đã bị vỡ tan tành. Sky đi vào trong, tìm cây chổi định quét dọn, nhưng vừa quay lại thì những mảnh vỡ đã biến mất. Thay vào đó, trên sàn xuất hiện quần áo của gã đàn ông biến thái, đã đến buổi ký tặng trưa nay. Sky đi vào phòng thay đồ thì phát hiện hắn ta đang đứng đó, nhìn cô và nở một nụ cười quái dị. Gã đàn ông sau đó nhanh chóng lao đến, khiến Sky sợ hãi bèn bỏ chạy ra ngoài. Lúc này cô bạn thân Gemma cũng vừa đến. Sky sợ hãi cố gắng giải thích, nhưng khi nhìn lại thì gã đàn ông đã biến mất. Cô gái nhận ra mình chỉ vừa gặp ảo giác, do chai nước để trên bàn vẫn còn nguyên không hề bị vỡ. Sky sợ hãi kể lại mọi chuyện cho Gemma, bảo rằng gần đây thường hay nhìn thấy những ảo giác. Cô kể về chuyện xảy ra với cậu thanh niên Lewis. Gemma nghe xong thì vô cùng lo lắng, bảo rằng tối nay sẽ ngủ lại đây cùng với Sky cho yên tâm. Tối hôm đó, cô gái đang ngủ thì mơ thấy ác mộng, nhìn thấy cái đêm mình bị tai nạn và thấy cậu bạn trai chết ngay trước mắt. Sky giật mình tỉnh dậy, quay sang cô bạn thân, thì hoảng hốt khi thấy cô ta đang mở mắt và nhìn mình chằm chằm. Sky hoảng hốt lao xuống giường, khi nhìn lại thì cô bạn thân đã biến mất. Lúc này trời đã sáng, cô gái từ bên ngoài bước vào. Sky bàng hoàng nhận ra từ nãy đến giờ đều chỉ là ảo giác. Hôm đó cô có một buổi diễn tập trên sân khấu. Trong lúc mọi người đang biểu diễn, bỗng dưng Sky nhìn thấy một người đàn ông quái dị trước mặt, liền giật mình trượt chân ngã xuống đất, không may làm rách một bên đầu gối. Cô gái hoảng hốt hét lớn, khiến những người xung quanh vội chạy đến kiểm tra. Sky tỏ ra vô cùng đau đớn, nói rằng đầu gối của mình đã bị gãy. Nhưng khi nhìn lại thì vết thương đã biến mất. Cô tức giận cho rằng một trong những vũ công đã đứng sai vị trí, nên mới khiến cô bị ngã. Nhưng đạo diễn sau khi check lại camera, thì thấy tất cả vẫn bình thường. Sky không cãi được bèn chán nản bỏ về phòng thay đồ. Cô nhìn thấy cậu trợ lý từ trong đó bước ra, đi ngang qua và nở một nụ cười đáng sợ. Khi cô gái bước vào phòng thì phát hiện đồ đạc bên trong đã bị ai đó phá nát. Lúc này cậu trợ lý bỗng xuất hiện. Sky liền chửi bới, vu khống cậu ta là người đã phá hỏng phòng thay đồ của cô. Cậu trợ lý cố gắng giải thích rằng từ nãy đến giờ không hề đến đây. Nhìn thấy thái độ kỳ lạ của con gái, bà mẹ còn cho rằng cô đã lén sử dụng lại thuốc phiện. Sky vô cùng thất vọng khi không một ai tin mình. Tối hôm đó, cô có hẹn ăn tối cùng với những nhà tài trợ của giám đốc. Mặc dù tinh thần không thoải mái, nhưng cô vẫn cố gắng đứng trước đám đông để phát biểu. Sky nhìn vào máy nhắc chữ trước mặt, nhưng đột nhiên nó lại không hoạt động. Trong lúc bối rối, cô đã tự nói lên những suy nghĩ của mình. Tâm lý không ổn định nên cô gái bắt đầu nói luyên thuyên, khiến đám đông bên dưới vô cùng xôn xao. Bỗng nhiên máy nhắc chữ hoạt động trở lại, nhưng nó lại đề cập đến cậu bạn trai đã mất của Sky. Cô vừa đọc xong thì vô cùng bàng hoàng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng dưng nhìn thấy cậu bạn trai đang ngồi bên dưới hàng ghế khán giả. Cậu ta sau đó bước đến, nở một nụ cười quái dị về phía cô gái. Sky tức giận liền hét lớn và liên tục chửi bới. Tuy nhiên đám đông nhìn thấy cô chỉ đang nói chuyện một mình. Một bà già bước đến gần định trấn an, thì liền bị Sky xô ngã khỏi khán đài. Vụ tai nạn khiến buổi tiệc phải tạm ngưng. Ông giám đốc ra sức giải thích với những nhà tài trợ. Sky thì chán nản trở về nhà. Cô lại nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Người đó cảnh báo rằng cô đang trong tình trạng nguy hiểm, sau đó gửi một đoạn clip của cậu thanh niên Lewis vài hôm trước. Sky nhận ra trước khi tự kết liễu bản thân, cậu ta cũng có những ảo giác đáng sợ giống hệt như cô. Không thể chịu đựng thế nữa, Sky quyết định sẽ đến gặp người đàn ông bí ẩn này. Ông ta hẹn cô gái ở một quán bar địa phương. Người đàn ông tự xưng là Morris, tiết lộ rằng những ảo giác cô nhìn thấy đều là do một thực thể bí ẩn với tên gọi Smile gây ra. Nó đã lây lời nguyền sang cho cô sau khi giết chết cậu thanh niên Lewis. Người bị lây nhiễm trong một tuần sẽ liên tục nhìn thấy những ảo giác đáng sợ, sau đó sẽ bị thực thể này giết chết. Anh trai của Morris cũng là một nạn nhân, cho nên ông ta đã dành nhiều năm để tìm hiểu về thực thể này. Người đàn ông bảo rằng chỉ có cái chết là phương pháp duy nhất để xóa bỏ lời nguyền. Ông ta đề xuất phương pháp giúp Sky ngưng tim trong một vài phút, sau khi lời nguyền biến mất sẽ hồi sinh cô trở lại. Tuy nhiên cô gái không tin những gì người đàn ông này nói. Đang định bỏ về, bất ngờ những người trong quán bar nhận ra cô gái liền vội chạy đến xin chữ ký. Sky hốt hoảng liền nhanh chóng chạy khỏi đó. Mặc dù tâm trí vô cùng hỗn loạn, tuy nhiên cô vẫn phải về nhà, thu xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn. Thế nhưng bất ngờ khi mở đèn, thì trước mặt xuất hiện hàng chục vũ công đang đứng nhìn cô và nở nụ cười quái dị. Bọn họ sau đó lao đến vây lấy cô gái. Một người nào đó còn đưa cả cánh tay vào miệng của cô. Tâm trí của Sky chợt quay về vài năm trước, lúc vụ tai nạn xe hơi xảy ra. Thì ra lúc đó cô và cậu bạn trai đang cãi nhau. Sky tức giận nên đã lao đến giành lấy vô lăng, khiến chiếc xe mất lái lao thẳng xuống vực.
Cô gái giật mình tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện. Bà mẹ ngồi kế bên vô cùng vui mừng khi thấy con gái tỉnh lại. Bà ta muốn Sky mau chóng hồi phục để còn tiếp tục tham gia chuyến lưu diễn. Cô gái vô cùng thất vọng khi bà mẹ chỉ xem cô như là một công cụ kiếm tiền. Lúc này bà ta bỗng đứng dậy, miệng nở một nụ cười quái dị quen thuộc. Sky vô cùng hoang mang chưa kịp làm gì, bất ngờ bà ta liền đập vỡ chiếc gương đằng sau và lấy một mảnh gương nhọn tự đâm vào người của mình. Sky vô cùng sợ hãi vội bỏ chạy ra cửa, nhưng bỗng phát hiện trên tay mình đang cầm mảnh gương dính máu. Lúc này cô mới nhận ra bản thân chính là người đã ra tay với bà mẹ. Bỗng lúc đó cậu trợ lý ghé ngang qua. Sky bèn chạy đến đóng cửa, yêu cầu cậu ta xuống sảnh mua nước giúp mình. Cô gái sau đó dùng tấm chăn để che tạm cái xác, mặc chiếc áo khoác bước ra ngoài định sẽ trốn ra bằng lối cửa sau. Tuy nhiên không may cho cô, cậu trợ lý đã phát hiện ra chiếc áo dính máu, liền gọi bảo vệ đến giúp đỡ. Sky giả vờ tựa vào người ông bảo vệ, sau đó nhanh tay cướp khẩu súng, đe dọa bọn họ không được đến gần. Cô gái sau đó chạy ra ngoài thì gặp được cô bạn thân Gemma. Sky liền cầm súng để cướp xe một người đàn ông gần đó. Gemma nhìn thấy cô gái đang hoảng loạn nên cũng vội đi theo. Sky cố gắng kể lại những chuyện đã xảy ra, hy vọng cô bạn thân có thể hiểu cho mình. Bỗng dưng có một cú điện thoại gọi đến. Sky vô cùng bàng hoàng khi nhận ra đó mới chính là Gemma thật. Thì ra cô bạn thân chưa bao giờ đến nhà của Sky vào đêm hôm đó, mà chính là thực thể giả mạo. Nó nở một nụ cười quái dị, nhìn chằm chằm về phía cô gái. Sky vô cùng sợ hãi nhưng cố trấn an bản thân, rằng mình chỉ đang gặp ảo giác mà thôi. Sau một lúc cố gắng trấn tĩnh, Sky mở mắt ra thì giật mình phát hiện bản thân đang cầm tay lái. Thì ra từ nãy đến giờ chỉ có mình cô ngồi trên xe. Mọi chuyện đến nước này khiến cô gái không còn cách nào khác, phải hẹn người đàn ông tên Morris lần trước và muốn làm theo kế hoạch của ông ta. Sky còn căn dặn rằng nếu mình có mệnh hệ gì, thì ông ấy không được chần chừ phải ra tay bắn chết cô. Có như thế lời nguyền mới không bị lây sang cho người khác. Sau khi tất cả đã sẵn sàng, người đàn ông đưa cô gái vào một nhà kho bỏ hoang. Tại đó có một căn phòng lạnh dùng để chứa đồ. Ông ta bảo rằng cần ít nhất 2 phút sau khi ngưng tim, để một người được xác định là đã chết. Tuy nhiên vì muốn an tâm, ông ta sẽ cho cô gái thời gian đến 9 phút. Morris sau đó lấy ra một ống tiêm, nhưng bỗng nhiên ông ta lại không tiêm cho cô gái, mà một mình bỏ ra ngoài. Sky chờ mãi không thấy người đàn ông quay lại. Chưa hiểu chuyện gì, bất ngờ từ trên mái nhà xuất hiện một người phụ nữ, có gương mặt giống hệ cô trước đây. Nó lập tức lao xuống tóm lấy cô gái, và bảo rằng tâm trí của cô sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nơi này. Sinh vật đáng sợ đưa tay bóp chặt miệng của Sky, tuy nhiên cô gái liền cắn mạnh vào tay của nó, sau đó chớp thời cơ chụp lấy ống tiêm và tự đâm vào cổ của mình. Tưởng rằng thuốc sẽ nhanh chóng có tác dụng, nhưng khi nhìn lại, cô gái giật mình khi thấy ống tiêm trên tay đã biến mất. Sinh vật ở trước mặt thì liên tục cười cợt, bảo rằng cô sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tay của nó. Sky sợ hãi từ từ lùi lại đằng sau. Bỗng dưng xung quanh mọi thứ dần tối đen. Khi cánh cửa mở ra, Sky thấy mình đang đứng trên sân khấu, xung quanh là hàng nghìn khán giả đang cổ vũ. Cô gái nhìn xuống bên dưới thì phát hiện mẹ cô vẫn còn sống. Thì ra tất cả sự kiện đã diễn ra đều chỉ là ảo giác. Sky chưa kịp sợ hãi, trước mặt cô xuất hiện một phiên bản y hệt bản gốc. Nó đưa tay xé toạc cái bụng. Từ bên trong một con quái vật với thân hình khổng lồ, cùng gương mặt kinh dị từ từ trồi ra. Nó tiến đến gần Sky, vạch miệng cô gái và chui vào. Tuy nhiên những khán giả ngồi bên dưới lúc này, chỉ nhìn thấy Sky nằm bất động trên sàn. Cô gái sau đó bỗng dưng đứng dậy, nở một nụ cười đầy kinh dị, trước khi dùng chính chiếc micro trên tay, đập vào mặt trước sự chứng kiến đầy kinh hãi của các fan hâm mộ. Sau tất cả, thì cả hai nữ chính trong hai phần phim đều bị con quái vật Smile giết chết. Liệu rằng sẽ có một người nào đó có thể kết thúc được lời nguyền đáng sợ này? Hãy đón xem trong những phần tiếp theo sẽ được ra mắt trong tương lai. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Nếu thấy video này hay, đừng quên nhấn like, đăng ký để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.